Yeah, vâng, vâng, xin chào tất cả các bạn yêu nước và chào cả mấy thằng ba que hiện nay đang ở đây. Vâng, tôi xin giới thiệu thì tôi chắc cũng không cần giới thiệu, tôi là nickname Bằng Nguyên. Còn bên cạnh đây là anh Bình Dương. Và bên cạnh đây nữa là các bạn chắc cũng có một số bạn thì cũng biết. Vâng, vâng. Đây là Quốc Dương, một anh Việt Kiều rất là yêu nước ở bên bển mới về. Thì hôm nay các anh em chúng tôi coi như là gặp gỡ nhau và tất cả xin chào tất cả các quý vị. Đấy, xin lời đầu tiên là xin nhường cho Quốc Dương, xin chào các bạn, giới thiệu qua về mình đi và chào tất cả các bạn. Xin chào các bạn trên diễn đàn mạng, mình là Quốc Dương. Mình mới về nước thăm gia đình được 3 tuần. Mình ở Việt Nam được 1 tuần rồi. Xin chào mọi người, chúc mọi người một đêm vui vẻ, nhiều sức khỏe. Vâng. Đồng chí chào các anh chị trên diễn đàn của anh Bằng. Chào anh Bảo Vũ, chào anh Ngọc Nguyễn. Hôm nay là coi như một cái dịp rất là vui khi hội ngộ cùng anh Quốc Dương tại diễn đàn của anh Bằng. Xin gửi đến các anh chị một lời chào, một lời chúc sức khỏe. Các anh chị hãy cố lên chống bọn ba que. Chúng tôi là những người Việt Nam ở trong nước thì là cũng rất là yêu quý những cái bà con Việt Kiều mà có cái tấm lòng đối với quê hương đất nước ở. Vâng, thì ví dụ như là điển hình như anh Lợi Minh và ở đây hôm nay có Quốc Dương nữa, cũng là một cái anh Việt Kiều hiện nay đang sống ở bên Mỹ mà anh cũng có cái tấm lòng coi như là hướng về quê hương đất nước và nên phản đối những cái bọn chống cộng cực đoan ở bên hải ngoại và bọn dâm chủ quậy trong nước. Chúng nó suốt ngày chúng nó xuyên tạc về cái tình hình của đất nước mình và chúng nó dựa vào những cớ đó chúng nó gây những cái cuộc biểu tình bạo loạn và tất cả các bà con mình biết rồi. Trong những mấy ngày chủ nhật và thứ hai vừa qua ở thành phố Hồ Chí Minh và ở Bình Thuận hoặc là một hai tỉnh khác nữa thì chúng nó coi như là cũng cố tình, cái này là chúng tôi gọi là cố tình để mà tức là gây cái sự bạo loạn ở trong đất nước Việt Nam. Cái mục tiêu của chúng nó làm coi như là nhân dân Việt Nam mình nghèo khổ đi, đất nước mình coi như là xáo trộn và chúng nó có cái cớ để chúng nó mời coi như là những cái nước mà có thù địch với Việt Nam để mà chúng nó phá hoại cái cuộc sống yên bình của nhân dân Việt Nam. Vâng. Thì hôm nay cái chủ đề của chúng tôi ngày hôm nay thì cũng nói về cái vấn đề về cũng nóng mấy ngày hôm nay. Thứ nhất là về cái luật an ninh mạng mà Quốc hội vừa mới thông qua và cái vấn đề mà đặc khu kinh tế mà chúng nó lấy cớ đó chúng nó biểu tình là bảo là Việt Nam cho Trung Quốc coi như là thuê 99 năm rồi. Đấy. Thì trước tiên thì cái về những cái quan điểm như thế thì là xin mời bên anh Quốc Dương là anh có một cái phát biểu cảm tưởng gì không về những cái vấn đề như này, xin mời Quốc Dương. Thì theo em nghĩ thì cái ba cái khu đặc khu kinh tế thì rất tốt cho cái sự phát triển về kinh tế của đất nước, nhưng mà em thì em không hiểu tại sao là có những người xuyên tạc về cái sự người ta nói là Việt Nam không phát triển, nhưng mà khi chính phủ Việt Nam muốn có một cái kế sách gì đó để phát triển kinh tế thì người ta lại chống phá, thì em không có hiểu tại sao những người đó làm như vậy. Người ta nói là người ta yêu nước nhưng mà người ta cứ muốn chống đối những cái chính sách, những cái quyết sách về phát triển kinh tế của Việt Nam. Ví dụ như là khi mà họ chống đối Việt Nam làm ăn với Trung Quốc
Nhưng mà khi thủ tướng Việt Nam đi ra nước ngoài để kêu gọi đầu tư, các tập đoàn của những nước đầu tư vô Việt Nam thì họ lại biểu tình. Họ kêu là Việt Nam đi xin viện trợ thế này thế nọ. Nhưng mà nói thật ra bây giờ Việt Nam cũng đâu còn là một nước nghèo nữa đâu mà nói mà đi xin viện trợ được. À, đúng không? Đúng rồi. Chỉ có nước rất nghèo thì mình mới đi xin viện trợ. Việt Nam còn viện trợ cho các nước khác mà làm gì có chuyện mà Việt Nam đi xin viện trợ của những nước kia. Việt Nam bây giờ đâu có phải là Việt Nam là một trong những nước phát triển về kinh tế. Phát triển về kinh tế là mình. Thì không có chuyện mà Việt Nam đi xin viện trợ nước này đi xin viện trợ nước kia. Đúng. Cho nên những người mà xin lỗi các bạn, ở đây là Quốc Dương chứ không phải anh Lợi Minh. Đấy, anh Lợi Minh hiện nay đang ở bên Mỹ. Quốc Dương có trong này luôn, anh Lợi Minh đang à, thế à, rồi ok, xin chào anh Lợi Minh nhá. Tôi không nhìn thấy Lợi Minh ở đây à. Còn một cái chuyện mà những người mà chống chính phủ, chống nhà nước Việt Nam thì cho là tôi cho em gọi là những người chống cộng cực đoan đi. Đúng rồi. Thì lúc trước họ xuyên tạc là hội nghị thành đô năm 2020 thì Việt Nam sẽ thành một tỉnh của Trung Quốc. Thì nếu mà Việt Nam năm 2020 thì còn 2 năm nữa thôi, Việt Nam thành một tỉnh của Trung Quốc, nhưng mà bây giờ họ lại xuyên tạc là họ nói là Việt Nam cho Trung Quốc thôi 99 năm, vậy là thằng Trung Quốc nó ngu đến độ hay sao, nó ngu đến độ vậy hay sao, trong khi 2 năm nữa là Việt Nam sẽ thành một cái tỉnh, nó bây giờ nó lại nó ngu đến độ mà nó bỏ tiền ra để nó thôi 99 năm. Thì đó là cái sự mâu thuẫn của cái xuyên tạc bị đặt của những người chống cộng cực đoan. Mà với lại một điều nữa là người ta nói là Việt Nam là nô lệ cho Tàu, coi như là đàn em của Tàu đi, thì nói vậy cho dễ hiểu đi. Thì thằng Tàu nó là theo những lời những người chống cộng cực đoan thì thằng Tàu là đàn anh của Việt Nam. Mà Việt Nam sao, tại sao Việt Nam dám qua mặt thằng Tàu mà đi mở cái đặc khu kinh tế cho các nước khác thôi? Đó là một cái mâu thuẫn nữa, cái đó là cái mâu thuẫn thứ hai nữa của những người mà chống cộng cực đoan xuyên tạc. Thì đó thì em có những cái lời đó. Bình Dương. Ok anh, cảm ơn anh Quốc Dương đã chia sẻ và có những cái nhận định về cái việc đặc khu như thế. Thì ở đây Dương cũng xin tiếp lời của anh Quốc Dương là những cái bọn này thì nó dựa vào những cái thông tin, mà những cái thông tin này là không hề có một cái gì gọi là một bằng chứng cụ thể. Điển hình là cái luật đặc khu còn quốc hội còn đang chuẩn thông qua, chưa đi đến một quyết định, thì họ là dội vàng là quy kết cho là Việt Nam đã chấp nhận cho thuê. Đó là một điểm. Cái thứ hai nữa là bây giờ kích động những người dân đi xuống để biểu tình. Đó là mà biểu tình theo cái cách gọi của họ là biểu tình ôn hòa. Nhưng mà các anh chị đã thấy những cái gì đã diễn ra rồi, có phải là ôn hòa hay không? Đúng chưa? Và cái thứ ba nữa là ở đây tất cả những người dân yêu nước họ tôn trọng pháp luật, nên chính vì những cái thành phần xuống đường đó, người dân chỉ đi theo xem coi họ làm điều gì, chứ họ chưa muốn để họ đã giống như là tò mò. Đúng rồi, giống như là chứ còn thực sự nếu như để mà người dân, những người mà thực sự ngăn cái cuộc biểu tình này chỉ là người dân thôi, thì không bao giờ có sự việc xảy ra đến mấy ngày mà phải đốt thiệt hại về tài sản của nhà nước như thế. Đó những là lời cũng tiếp lời anh Quốc Dương là như thế về những cái việc mà diễn ra trên Việt Nam của mình. Anh chào chị Quyên Nguyễn. Vâng, thì theo ý tôi là nói chung là những cái cuộc biểu tình vừa rồi ấy, là chúng nó chỉ lấy cớ thôi. Nó như là cái chuyện mà của Formosa và mấy cái cuộc biểu tình này thì là chúng nó lấy cớ để chúng nó coi như là gây cái náo loạn ở xã hội Việt Nam. Tức là chúng nó ở bên kia chúng nó dồn tiền về để cho bọn dân chủ trong nước có đi thuê những người đi biểu tình, và chúng nó cứ làm như cứ học tập mấy cái nước, ví dụ như mấy nước mùa xuân cách mạng hoa hồng, cách mạng hoa cam, cách mạng hoa nhài, rồi sau đó ví dụ là mùa xuân thì là chúng nó muốn biểu tình mà chúng nó gây bạo loạn,
mà lúc đó ví dụ công an đàn áp chẳng hạn thì là chúng nó sẽ rêu rao là coi như là công an Việt Nam các thứ là đàn áp những người dân biểu tình, và chúng nó kêu gọi những người chứ là những cái nước mà gọi là không có cái cảm tình đối với Việt Nam chẳng hạn thì người ta sẽ can thiệp vào. Đó là cái âm mưu chủ yếu của chúng nó trong những cái thời điểm hiện nay. Cho nên là tất cả các anh em đều phải là phải cảnh giác trước những cái âm mưu của cái bọn mà chống cộng cực đoan ở bên kia. Đấy, thì theo như tôi được biết thì cái thông tin này thì cũng không thực sự là cũng không biết là có chính xác hay không, mà riêng cái đợt này ấy, thì chúng nó gửi tiền về cỡ khoảng 74 tỷ đồng Việt Nam. Đấy, để cho coi như là cho cái bọn mà biểu tình hiện nay. Vâng. Xin mời Quốc Dương có gì thì nói về cái cuộc biểu tình tuần trước thì có cái thế này. Những người chống cộng cực đoan thì họ nói là tại sao nhà nước trấn áp hoặc là bắt bớ những người có tiếng nói ôn hòa. Nhưng mà qua cái cuộc biểu tình vừa qua thì thật sự các bạn có thấy cái sự ôn hòa của những người mà chống cộng cực đoan thường hay rêu rạp là họ đập phá những cái trụ sở cơ quan nhà nước, đốt xe, những cái xe mà ví dụ như xe chữa lửa hoặc xe những cái xe công vụ của cảnh sát, là những cái tài sản đó là những cái tài sản của người dân Việt Nam, của nhà nước quản lý, nhưng mà đó là những cái đồng tiền thuế của người dân Việt Nam, đó là tài sản chung, đó là tài sản chung của tất cả người dân Việt Nam. Thì xin ngắt lời Quốc Dương một tí, cũng xin giới thiệu với một số bạn vào sau vừa nãy hỏi, đây là Quốc Dương mà một người Việt kiều yêu nước, thì là hiện nay đang sống ở bên Mỹ mà vừa rồi về thăm lại quê hương, thì hôm nay anh em chúng tôi đã gặp nhà gỡ nhau tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì nếu mà các bạn nào cũng quan tâm đến một số cái trang mà về chính trị, nhất là của bên hải ngoại vừa rồi, thời gian vừa qua thì Quốc Dương đã lên rất nhiều với cùng với này, cái hội bàn tròn ấy của David Lê ấy, thì Quốc Dương đã lên đấy để mà tranh luận với bọn nó rồi. Thì nếu mà bạn nào bạn đã xem những cái hội bàn tròn ấy, của thằng David Lê ấy, đấy thì là các bạn sẽ biết được Quốc Dương đúng là một người con của Việt Nam hiện nay sống ở bên hải ngoại, rất là có tinh thần.